Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hiện tại là mình là Win Fan đây. Hiện tại mình đang có mặt ở server S169, server máy chủ Đài Loan. Thì hôm nay là mình thông báo cho các bạn biết là một tin buồn. Mình cũng không biết là buồn hay vui nha. Thì mình chúng theo mình là nói là tin buồn, đó là hiện tại giờ server Taiwan không còn update, không có cho mới update là VIP 2 quay hùng vũ khí, không có còn VIP 0 quay hùng vũ khí nữa rồi. Khá là cây cú cho mấy bạn hay cài chai. Thì mình xuống, nếu mà các bạn có kiểu như là VIP 0 á, thì mình khuyên các bạn là hãy lên VIP 2 đi, đặng có quay hùng vũ khí như vậy các bạn mới mạnh được ha. Thân ái thì đó là đôi lời mình nói đặng server Taiwan nó update cho các bạn biết, để các bạn không có bỡ ngỡ tại sao mà nói VIP không quay hồn vũ khí được, còn này là không quay được. Thì đó là vậy đó các bạn à. Ha. Mình rất tiếc các bạn à. Bây giờ thì mình sẽ đến với sự kiện quay hồn vũ khí Saki. Giờ mình bắt đầu mình quay ha. Ok, let's go. À quên nữa, thì mình xin chúc các bạn có một ngày tốt lành cùng người thân và gia đình, và hãy nhớ là game ít thôi và hãy dành thật nhiều thời gian ở bên họ. Nếu các bạn ủng hộ mình thì hãy làm ơn nhấn thích video này, đóng góp ý kiến của các bạn dưới phần bình luận và đăng ký kênh cho mình, để mình giúp mình có thêm động lực để phát triển kênh lên, và nhấn nút chuông nhỏ ở dưới để các bạn sẽ nhận được tất cả thông báo về video mình mới ra ha. Thân ái và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.